Xin kính chào quý vị khán thính giả của Vietvision. Xin kính chào quý vị khán thính giả của Tiếng Quê Hương. Chúng tôi trước hết là chúng tôi xin giới thiệu, đây là bà Phùng Tuệ Châu, chủ của chương trình Tiếng Quê Hương ở Nam California, và đây là anh Nguyễn Trí Đức. Hôm nay là bà Phùng Tuệ Châu vừa ở thành phố Hồ Chí Minh xuống sân bay Nội Bài. Vietvision chúng tôi rất vinh dự. Rất vinh dự là được ra sân bay Nội Bài đón bà Phùng Tuệ Châu. Và hôm nay chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với chủ của chương trình Tiếng Quê Hương. Xin chào chị Phùng Tuệ Châu. Xin chào anh Nguyễn gì đây? Và anh Nguyễn Trí Đức ạ. Nguyễn Trí Đức, vâng. Chúng tôi là Phùng Tuệ Châu, ban biên tập, chủ ban biên tập của Đài Tiếng Quê Hương, và rất hân hạnh. Chúng tôi vừa mới tới phi trường Nội Bài thì đã gặp các anh em Vietvision với một số tân hữu nữa, bao vây mình hết hồn. Mình không biết uống sao lại đông thế này, sao mà vui thế này, và rất ấm cúng. Và ngày hôm nay lại được lên chương trình Vietvision TV để nói chuyện cùng với quý khán giả của TV, và có thể Tiếng Quê Hương của chúng tôi có nhìn theo được và theo dõi. Vậy thì hôm nay hai bạn trẻ, thôi cứ gọi là chị với em cho trẻ đi, gọi tôi bà tôi thích tôi già. Vâng. Thì hai bạn trẻ muốn hỏi gì, muốn thắc mắc cái gì, và tôi muốn thắc mắc cái gì trong cái việc làm của các bạn, chúng ta sẵn sàng để trao đổi với nhau. Vâng. Thưa chị, trước khi đi vào những câu hỏi thì em muốn khoe rằng ở sân bay Nội Bài ấy, thì sau khi chụp ảnh chung với chị, những bức ảnh ấy đã được đưa lên ngay lập tức trên trang Facebook Quang Trần Nhật cũng như là Trái Tim Việt. Và một cái điều bất ngờ đối với lại bản thân em là chưa tròn một tiếng đồng hồ mà đã có 2594 like chị ạ. Đối với Facebook ấy thì chưa đầy một tiếng mà nó đã nhiều like như thế. Đấy là cái điều rất đặc biệt, chứng tỏ trong một tiếng ấy đồng thời rất nhiều người xem, đồng thời rất nhiều người bấm like. Và cứ lấy bình quân, cứ 10 người xem Facebook thì chỉ có một người có thói quen bấm like. Thì chứng tỏ rằng ấy là 2593 người ấy là một cái lượng người xem có thể là gấp 10 lần như vậy. Chứng tỏ rằng ấy là cái sự xuất hiện, cái hình ảnh của chị trên đất nước Việt Nam đã thu hút cái sự quan tâm chú ý của rất đông đảo người Việt Nam. Vâng. Vâng, thế thì bây giờ ấy, trước hết ấy, xin có lẽ là cũng nhiều khán giả muốn biết cái sự hiện diện của tôi ở Việt Nam. Vâng. Với mục đích gì? Vâng, trước hết ấy, là em xin giới thiệu qua chị, bởi vì chị thì rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt khắp thế giới rồi và ở trong nước rồi, nhưng tuy nhiên cũng vẫn có một số người là cũng chưa biết chị. Thì tôi cũng xin được giới thiệu với những khán thính giả của Vietvision mà chưa được hân hạnh biết bà Phùng Tuệ Châu. Đối với khán giả thì em phải gọi là bà, bởi vì sẽ có những khán giả rất trẻ thì nó gọi chung là bà. Bà Phùng Tuệ Châu là nữ luật sư của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Bà sang Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ sau năm 1975. Và thời kỳ đầu, bà nữ luật sư Phùng Tuệ Châu cũng rất nổi tiếng trong cộng đồng người Việt, cũng như một số khán thính giả gọi là cư dân mạng
ở trong nước. Vì bà cầm cờ vàng, ba sọc đỏ, đi hô đả đảo cộng sản. Tuy nhiên sau này thì bà dần dần được tiếp cận báo chí, bà được thấy rõ cái sự thật của đất nước Việt Nam. Bà đã mở cái chương trình video Tiếng Quê Hương. Không, mới đầu là tôi mở cái chương trình gọi là Việt Nam Quê Hương. Việt Nam Quê Hương. Việt Nam Quê Hương, vâng. Vâng. Rồi về sau bị tôi họ đánh phá. Tức là chương trình Việt Nam Quê Hương của chúng tôi được làm trên chương trình phát thanh sóng ngắn của Hoa Kỳ. Tức là chương trình AM 1480 thì đó, lâu ngày tôi không nhớ. Thì bị tụi nó phá. Phá rồi về sau là cái đài đó, chủ trương cái đài đó phải đóng cửa, không cho làm việc nữa. Sau đó thì chúng tôi phải đi lên trên Internet làm cái đổi là chương trình là Tiếng Quê Hương. Thì lúc đó trên Internet Tiếng Quê Hương chỉ có là phát thanh thôi, chứ không có phát hình. Phát hình sau này đó là bắt đầu làm việc phát hình với lại Phố Bonsa TV Vũ Văn Lân. Vâng. Rồi, thế thì em giới thiệu tiếp, xong rồi tí sẽ có một cái câu hỏi về những điều chị vừa nói. Qua cái chương trình Tiếng Quê Hương thì khán thính giả trong nước cũng như một số đông bà con cô bác Việt Kiều ở Hoa Kỳ cũng như ở trên thế giới rất là nức lòng vì chương trình Tiếng Quê Hương của bà Phùng Tuyệt Châu dần dần đi đến chỗ là đã công khai ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với đất nước Việt Nam. Còn chính vì vậy là năm ngoái, có phải năm ngoái anh chị? Năm ngoái là bà đã trở về nước lần đầu tiên. Không, tôi trở về nước lần đầu tiên là vụ trước đó là năm vụ giáo sư Thái Hà đó. Thì tôi nhìn thấy giáo sư Thái Hà, những ông cha Thiên Chúa Giáo đứng ra kêu gọi những người con chi Thiên Chúa Giáo để đứng ra đòi đất của nhà nước Việt Nam. Đòi đất là cái mảnh đất nào kế bên giáo sư Thái Hà đòi đất. Tôi cảm thấy vô lý quá. Mà trong khi đó nhà nước mình rất là nhún nhường, tức là cứ đang chờ đợi tìm kiếm một giải pháp nào để có thể giải quyết vấn đề giáo sư Thái Hà. Tôi nhìn thấy tôi bực mình quá, tôi bảo không thể là được. Và bây giờ để tôi nhớ lại, từ sẽ nhớ lại là vụ giáo sư Thái Hà, tôi không nhớ là năm nào, nhưng mà tôi chỉ biết là năm đó thì là ông linh mục của giáo sư Thái Hà là ông linh mục Nguyễn Văn Khải phát động người dân để chống đối nhà nước và đòi hỏi cái mảnh đất số 32 bao nhiêu đó, cái đường gì đó của sĩ nghiệp Mạnh Chiến Thắng. Đúng rồi. Thì tôi thấy nhà nước có vẻ là dung hòa mà không giải quyết được cái vấn đề đó, mà sẽ cứ để kéo dài lâu thế này không được. Tôi bâng khuâng và tôi tức tối. Tôi nói được rồi thì tôi sẽ về. Tôi gặp một bên trong anh, một bên lãnh đạo của Ủy ban Nhà nước, thì tôi mới trình bày cái đó cho anh nghe. Thì anh đó tên là anh Minh. Anh Minh mới liên lạc ngay với bên đài truyền hình, anh đài Nhà nước Việt Nam, đài Nhà nước Việt Nam. Thì anh tình hình như là Lê Minh cứ gặp tôi và hỏi câu chuyện đó. Thì tôi mới sau đó thì là sau khi nghe tôi tâm sự những cái sự hiểu biết của tôi, thì Lê Minh mới thôi cô cho cháu xin một cái cuộc phỏng vấn này nói về giáo sư Thái Hà. Thì đương nhiên cái những cái gì mình bực mình nói tức là cái quan trọng tôi nói về giáo sư Thái Hà là giáo sư Thái Hà không có đủ tư cách pháp lý để đòi hỏi cái mảnh đất đó của nhà nước Việt Nam. Vì sao? Giáo sư Thái Hà trong cái thời gian đó là của Pháp Đô Hộ Việt Nam, Pháp đã ban hưởng những quyền lợi cho những người Thiên Chúa Giáo rồi. Thì bây giờ sau 1954, những người Thiên Chúa Giáo Pháp đã trả lại quyền tự do, độc lập, dân chủ cho Việt Nam. Thì những mảnh đất đó thuộc mảnh đất của Tổ quốc Việt Nam và dưới sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam, chứ không có mảnh đất nào của Vatican hay là của giáo sư Thái Hà. Và tôi cũng nói nhiều mà tôi cũng quên không nhớ sự kiện. Và sau đó thì chừng 2 ngày sau đó,
thì cái mảnh đất mà tranh chấp đó với sư thầy Hà, nhà nước đã biến thành một công viên. Tôi rất là hãnh diện mình có nói lên được cái tiếng nói của mình. Vì vậy thật ra khi mà đến lúc cái hôm đó từ mình đi ra đường lâu lâu các bạn nghe cô phải hôm qua cô lên trên đài, cô lên trên đài đài Việt Nam không ấy, sao không biết cô cái vụ giáo sư Thái Hà mà đó, tự nhiên mình đi lên cái bao nhiêu người biết mình. Đó là vì vậy thì tôi cũng không còn nhớ rõ là tôi lên về Việt Nam là trước một năm nữa, từ sau đó năm thứ hai là giáo sư Thái Hà, tổng cộng cũng có thể là năm số năm nay rồi. Vâng. Mà làm việc cái tiếng quê hương thì là hơn chục năm nay rồi. Hơn chục năm nay. Mà làm việc mà bắt đầu tích cực là khi mà tổng thống Bill Clinton năm 1995 ông tuyên bố như là hủy bỏ cấm vận đối với Việt Nam và ban giao với Việt Nam đó, thì là tôi chuyển hướng làm việc ngay lập tức. Tôi gọi ngay Đỗ Hoàng Điểm của đảng trưởng đảng Việt Tân, tôi hỏi Đỗ Hoàng Điểm rằng là nhà nước Việt Nam với lại nhà nước Hoa Kỳ đã ban giao với nhau rồi mà tại sao bây giờ là mình lại làm cái công việc như vậy, tức là mình ngăn cản cái tự do dân chủ của nước Việt Nam, mình ngăn cản sự phát triển đất nước của Việt Nam, như vậy là không được, tôi không bằng lòng. Thì họ cũng không trả lời tôi và họ không nói gì, và bắt đầu kể từ ngày đó tôi xa lánh họ, tôi không làm việc với họ nữa. Và tôi công khai tôi đi thẳng với nhà nước Việt Nam, tất cả những tin tức gì của nhà nước Việt Nam có lợi cho dân tộc Việt Nam, có lợi cho sự phát triển của đất nước thì tôi phổ biến ra, tôi nói thêm lần nữa. Vâng. Như vậy là chị bắt đầu ấy là thôi ta cứ gọi là giác ngộ đi, tức là thấy được cái sự thật của đất nước. Chị không bác cờ vàng đàn hảo cộng sản nữa. Không. Có thể tính cái dấu mốc bắt đầu từ năm 1995. 95. Vâng. Thưa quý vị, như vậy là đã 20 năm nay rồi, bà Phùng Tuệ Châu đã chuyển từ cái chỗ là không hiểu cái sự thật đất nước, đã chống lại đảng và nhà nước Việt Nam. Nhưng từ khi bà đã giác ngộ, bà đã thấy cái sự thật của đất nước, thì cái truyền thông của bà, cái tiếng quê hương của bà đã là dũng cảm nói lên sự thật, và đã dần dần là đã kiên định ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đối với lại đất nước Việt Nam. Ở trên đất Hoa Kỳ, những tiếng nói ủng hộ Đảng và nhà nước Việt Nam là sẽ là một cái sự dũng cảm, bởi vì cái thành phần mà chống cộng cực đoan nó còn rất ít, nhưng mà họ ấy đã từng ấy là đi vận động tẩy chay, rồi là đả đảo các cái tòa báo mà có cái chiều hướng ủng hộ nhà nước Việt Nam. Đấy. Và bà Phùng Tuyết Châu vẫn kiên định cái lập trường ủng hộ nhà nước Việt Nam 20 năm nay. Thưa chị, chị về nước lần này là có mục đích gì? Xin chị nói cho khán thính giả thì biết. Tức là thưa anh cũng biết là cái việc làm của tôi thật sự là hoàn toàn là có tính cách tự phát. Tôi cảm thấy là những người mà chống cộng ở hải ngoại đó, họ không có lý tưởng, họ không có lãnh đạo, thì tại sao tôi phải đi làm việc chung với họ? Làm việc như vậy chẳng qua là như vậy thì mình sẽ là phá hủy cái thanh mình của đất nước. Tôi không đồng ý cái chuyện đó. Vì vậy khi mà tôi được tin là Bill Clinton đã ban giao với nhà nước Việt Nam, tôi rất mừng. Sau đó thì là không biết như năm nào đó thì Thủ tướng Phan Văn Khải có qua Hoa Kỳ để họp với lại Tổng thống Bush con đó, thì tôi mừng quá, tôi mới gọi điện thoại ngay cho đài BBC, thì tôi nói rằng
Tôi là người Việt hải ngoại, tôi ủng hộ sự hiện diện của Thủ tướng Phan Văn Khải sang Hoa Kỳ. Họ phỏng vấn tôi và họ ngay cái hôm đó họ phát đi ra ngay về Việt Nam. Họ nói rằng là không phải chỉ có những người Việt Nam chống cộng, chống đảng cộng sản, mà cũng có nhiều người Việt kiều như bà Phùng Tuệ Châu đã ủng hộ sự hiện diện của Thủ tướng Phan Văn Khải sang Hoa Kỳ. Và bắt đầu thế, từ lúc đó thì càng ngày họ lại càng là không thích tôi và cho rằng tôi là người đã phá hoại chính sách của họ. Đôi lúc tôi gặp họ tôi bảo không, các anh nói rằng tôi phá hoại chính sách của các anh là sai. Các anh muốn tự do dân chủ cho đất nước à, mà cái hành động của các anh như vậy là làm sai hoàn toàn không đúng. Đôi lúc các anh đi trao đổi, thế cô hỏi, cháu hỏi cô thì cháu phải làm thế nào cho đúng. Thì tôi mới bảo cháu muốn hỏi cô làm thế nào cho đúng thì cháu cứ việc theo cô đi. Cô làm cái gì cháu cứ đi theo vậy là cô sẽ, cháu thấy thì đúng ngay. Chứ còn cái việc làm của các cháu cô không thấy đúng, thật ra cô không thích tranh đấu cho tự do dân chủ. Không phải là mình cứ đi hô hào, mình đả đảo, mình rơi cờ vàng của các cháu chúng ta chính đáng cộng sản đâu, không tại được. Các cháu sẽ nhớ rằng là, nhớ là từ Hiệp định Ba Lê, tại sao Kissinger đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho Lê Đức Thọ. Mình sẽ hiểu rằng là bắt đầu từ lúc đó là nhà nước Hoa Kỳ đã nhìn nhà nước Việt Nam Cộng Hòa không còn phải là một con bài của Mỹ mà chấp nhận nữa. Vì vậy Hoa Kỳ bằng lòng hy sinh Việt Nam Cộng Hòa để chấp nhận làm việc chung với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và từ đó là tôi thấy là con đường tôi đi đúng. Tôi cứ việc tôi đi tiếp cho đến ngày hôm nay. Thì cách đây một tháng tôi nhận được hai cú điện thoại của bên Tòa Tổng lãnh sự Việt Nam San Francisco đó. Chị Châu ơi, chị sắp được mời về dự đại hội thi đua yêu nước. Tôi thấy cũng mừng mà tôi nói ủa, khi tôi làm hoàn toàn vô vị lợi, hoàn toàn tự phát, tôi không có hiểu có đó là hành động yêu nước hay không. Nhưng mà bây giờ nhà nước được mời tôi về, tôi cũng sẵn sàng vui vẻ mà. Vì vậy ngày hôm nay tôi sẽ có mặt ở Đại Việt Vision để xin báo một cái tin cho các bạn trẻ Việt Vision và cũng như tiếng quê hương của tôi rằng là tôi về là do lời mời của nhà nước Việt Nam, mời một số Việt kiều về chắc là coi như là tham gia đại hội thi đua yêu nước. Và như vậy thì là mình, tôi cũng hãnh diện được coi như là một thành phần yêu nước của đất nước. Vâng, thưa chị hồi nãy chị có nói là chị hành động hoàn toàn là tự phát. Đúng, không ai điều khiển tôi cả. Vâng, tức là chị chẳng có một cái cuộc không thi đua nào cả. Không thi đua nào cả. Vâng. Không vâng. Nhóm nào cả. Vâng, thế nhưng nhà nước Việt Nam lại mời chị về dự đại hội thi đua yêu nước. Thì cái việc này nó rất là có ý nghĩa, bởi vì cái đại hội thi đua yêu nước ấy vâng. là nó đẩy mạnh cái phong trào người Việt Nam thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Từ tôi cũng không nhớ rõ là từ trong kháng chiến chống Pháp hay là cái hồi mới hòa bình lập lại, nhưng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước. Người có nói rằng phải thi đua yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thế thì chị tuy là không, cứ gọi là chị chiến đấu đi, chị chiến đấu ấy, chiến đấu cho thời bình và chiến đấu cho thời bình. Vâng, chị hoạt động hoàn toàn từ tấm lòng, từ trái tim, chứ không thi đua với ai cả. Nhưng chị lại được về dự đại hội những người thi đua nước xuất sắc nước. Toàn quốc. Đấy. Thế thì tôi lại thấy là chị hoạt động một cách là hoàn toàn tự phát, theo trái tim, theo tấm lòng. Nhưng mà chính vì vậy là nhiều người phải thi đua với chị. Vâng, nhất là bà con cô bác Việt kiều mà bây giờ người ta gọi là người Mỹ thầm lặng. Phải thấy tấm gương dũng cảm, trung thực
và kiên định của bà Phùng Thị Châu để mà thi đua góp cái tiếng nói, có cái lòng, cái sức của mình đối với cái lòng, cái sức mà đối với lại đất nước. Cho nên đó cũng là một cuộc thi đua. Chị không thi đua nhưng mà mọi người lại phải thi đua theo chị. Nói nghe thử thôi. Vâng. Bây giờ để nhường phần cho anh này, anh muốn đặt câu hỏi cái gì xin mời. Vừa cô có nói sơ qua về cộng đồng hải ngoại ấy, thì cháu muốn, vì cô đã từng sống lâu năm và hiện giờ đang sống với cộng đồng người Mỹ gốc Việt đấy, thì cháu muốn hỏi hai vấn đề kia, nhưng mà cũng là một trong vấn đề, vẫn cũng là một thôi. Thì là cháu muốn hỏi là những người mà nhân danh chủ tịch cộng đồng hay là nhóm này hội nọ đảng kia ấy, thì cháu muốn hỏi là họ có sự ảnh hưởng gì đối với họ, cái nhân danh cộng đồng thì không biết là sự ảnh hưởng gì đối với cộng đồng người Việt nói riêng cũng như là người Mỹ nói chung hay không. Thứ hai là cháu muốn hỏi thêm là những người ấy họ có quốc tịch Mỹ hay là quốc tịch nào đấy, hay là họ cũng vẫn muốn quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa, tại vì cháu thấy những cái khẩu hiệu là phục quốc này, rồi là muốn giải phóng quê hương, rồi chống bạo kê cộng sản, tức là dùng những từ ngôn từ rất Mỹ, từ rất đẹp đấy, cao rất hay đấy. Thì cháu muốn hỏi là họ có phải là có những quốc tịch của những kia, tại vì nếu là quốc tịch nước kia thì còn bị ràng buộc rồi là tuyên thệ cũng như là cái mối ràng buộc luật pháp của các nước khác nữa, chứ đâu phải mỗi là cái đối với giải phóng Việt Nam đâu, không đâu. Để cháu nói thì đúng là đối với những người bên Pháp, bên Đức thì tôi không biết, còn đối với những cái anh chống cộng ở bên Mỹ đó, thì là khi mà bắt đầu anh qua Mỹ đó, thì là Mỹ tạo cho mình cái tờ giấy trắng thì mang danh là tị nạn. Thành ra các anh luôn luôn tự xưng tự hào là chúng tôi là người tị nạn cộng sản, nhưng mà các anh ở trong Mỹ đến mức một năm rồi thì là anh được hưởng quy chế gọi là di dân, thì anh vội vàng anh thay đổi cái thẻ trắng đó thành một cái thẻ xanh, thành để trở thành người di dân. Rồi anh ở người di dân trong 5 năm trời thì anh lại đổi tới quốc tịch Mỹ. Bây giờ anh tức là anh trở thành, anh là một người di dân sinh đẻ Việt Nam nhưng mà có quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên khi mà đứng trước cộng sản hay là muốn đấu tranh cho cộng sản thì anh luôn hô hào tôi là người tị nạn cộng sản, nhưng mà giấy tờ của anh hoàn toàn bây giờ là một người Việt Nam có quốc tịch Mỹ. Có phải là các anh làm việc là chéo cả ngóc không ra đâu ở đâu con? Nếu mà thật sự đó anh đi chống đối cộng sản đó, vì đòi hỏi tự do dân chủ, anh bỏ qua đi cái quốc tịch Mỹ, anh không cần quốc tịch Mỹ, cứ vẫn ta là người tị nạn cộng sản, ta chống cộng đi, cái đó mới là hay hơn. Đằng này anh vội vàng ở được một năm, vội vàng thay ngay cái bỏ ngay cái tị nạn cộng sản để trở thành người di dân, 5 năm sau bỏ ngay cái di dân trở thành người công dân Mỹ để làm cái gì? Vì quyền lợi, vì lợi ích của các anh thôi. Đó. Và cái thứ hai nói với hội đoàn, đoàn thể đó, thì là theo luật pháp của Mỹ, các anh đã hiểu rằng mỗi một hội đoàn thì có một quy chế riêng, có một tổng thư ký, có một chủ tịch riêng. Cái hội đoàn, tôi lấy ví dụ cái hội đoàn của Phan Kỳ Nhơn chẳng hạn, một người mà tự xưng là chủ tịch liên ủy ban chống cộng với chống nghị quyết 36 gì đó. Tôi chưa bao giờ tôi bầu cho Phan Kỳ Nhơn về chủ tịch liên ủy ban cả. Cho nên người nào chấp nhận bắt Phan Kỳ Nhơn thì người đã bầu cho Phan Kỳ Nhơn mà thôi. Còn tôi không chấp nhận anh ta thì anh ta không có quyền tư xứng với tôi. Tôi là chủ tịch, tôi mặc kệ anh, cái chủ tịch gì của anh đi nữa mặc kệ anh. Còn tôi là người chấp nhận đường lối của Đảng Cộng sản thì tôi vẫn tiếp tục ủng hộ nhà nước Việt Nam. Vì vậy cái hội đoàn, cái đoàn thể của những kẻ chống cộng đó thì họ chỉ có giá trị đối với những thành viên của họ thôi, với những người mà đi bầu cho họ thôi. Còn đối với những người Việt như chúng tôi không coi quan trọng đối với họ thì cái hội đoàn, cái đoàn thể của họ đó không có quyền đối với tôi. Cho nên anh không có quyền mà gõ cửa nhà tôi, anh bảo rằng tôi là chủ tịch hội đoàn này, tôi là chủ tịch hội đoàn kia, tôi muốn gặp bà Phùng Tự Châu, tôi có quyền từ chối, tôi không cho vào nhà, tôi không chấp nhận anh thì anh không được quyền vào nhà tôi. Thì qua cái cũng cho không phải mình cháu, có thể là những người trong nước cũng theo dõi về cái quá trình lịch sử là tham gia chính trị của cô từ lúc là chống cộng cũng như là ủng hộ, cũng không phải là cô phải chống cộng nhưng mà không phải là thân cộng mà cô ủng hộ cái xu thế chung và tốt đẹp cho cả Mỹ và Việt Nam, chứ không, nhưng mà cũng không phải là cô bảo giác ngộ thì không phải, cái gì đúng cho đất nước mà cô ủng hộ thì cũng là tốt. Nhưng cháu muốn hỏi là cái
trước quá khứ của cô, à trước cô ấy thì có những ngày nào mà nó đã từng như thế mà nó lần lúc lẻ tẻ tự phát hay là nó cũng có nhiều người như trước rồi hay là về sau khi cô cũng ủng hộ xu thế đối thoại hội nhập của Mỹ với Việt Nam thì có những người cá thể nào cá nhân nào khác hay là có những nhóm nào khác mà cũng ủng hộ cái xu thế chung mà để cho quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam nó xích lại với nhau có nhiều chứ rất có nhiều người tôi bằng cớ rằng là mình cứ đi ra phi trường Mỹ Los Angeles mình thấy người Việt Nam xếp hàng đi mua vé xếp hàng đi về Việt Nam thì cái xu thế đó của những người đó là những người ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam còn hầu hết những người mà đi theo cái đám chống cộng đó họ không muốn về Việt Nam họ vẫn chống đối họ không muốn về Việt Nam thì thuộc những cái thành phần đó bây giờ họ bị đơn lẻ họ bị cô lập rồi bởi vì càng ngày cái xu thế hội nhập càng ngày cái sự quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam nó càng gần gũi nhau hơn nữa thì cái việc xu thế chống cộng của các anh các hội đoàn thể chống cộng của các anh đã bị lạc lõng coi như là xa lầy không phù hợp với chính sách của Mỹ nữa. Vâng. Tức là những cái hội đoàn như thế nó chỉ là cái tổ chức cá nhân hoặc là gọi là tổ chức quần chúng chứ nó không có tính pháp lý. Không thể gọi được là tổ chức quần chúng mà không thể gọi tổ chức pháp lý bởi quần chúng thì nó phải đại diện số đông. 3 triệu người ở đây thì anh chỉ vừa rồi đi chống ông đại sứ Việt Nam ở Mỹ có 40 người đi biểu tình. Làm sao anh bảo rằng là đại diện quần chúng không. Được? Để ở đây thì em so sánh với lại các cái tổ chức của chính phủ. Không tức là các cái tổ chức của nhà nước thì nó có tính pháp lý. Đúng còn rồi. Tổ chức kia ấy, thì nó chẳng có tính pháp lý gì cả hơn nữa là ít người bầu cho nên là nó chỉ có tính là tự xưng đúng không chị ạ tự biên tự diễn mà anh làm việc chung với nhau thôi anh cũng không ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền Mỹ bằng cớ rằng là chính quyền Mỹ mới đây là quý vị cũng thấy là mời ngay tổng bí thư của nhà nước Việt Nam sang Hoa Kỳ gặp tổng thống Obama tại tòa Bạch Ốc tại phòng bầu dục của tòa Bạch Ốc điều đó chứng tỏ rằng những kẻ chống cộng ở hải ngoại, những kẻ chống cộng ở ngay Washington DC hoặc là cái chỗ chúng tôi ở là coi như là do tay mương máu không ảnh hưởng những biểu tình của họ không ảnh hưởng tới chính sách của Hoa Kỳ đối với nhà nước Việt Nam. Sự hiện diện của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là đủ nói lên tất cả cái sự quan hệ mật thiết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ như thế nào rồi. Thực ra nhân đây cô cũng là một thời sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và sau là cũng sang Mỹ sống thì cá nhân cháu là thế sau chiến tranh 1975 ấy thì xem những video cũ của trên hoặc là người hải ngoại cầm cờ vào những cái lễ hội của cái chế độ cũ ấy, thì cháu không phản cảm đâu nhưng mà nếu mà họ dùng những cái lá cờ đấy để coi như là thành một biểu tượng để đấu tranh dân chủ cho Việt Nam cháu rất dị ứng và phản cảm. Đúng, vì lý do là cháu không phải mình cháu mà cả đa số người dân hiện nay trong nước xưa nay chỉ biết chào cờ đỏ sao vàng thì làm sao mà tôi có thể coi đấy là một lá cờ chính thống có thể đối một số người trong quá khứ nó làm cái gì nó kỷ niệm tốt đẹp kể cả cô thế không cần gì mà phải nói phũ phàng nhưng mà đối với những người trong nước thì nó không thể nào đại diện cho nên lúc nào cũng khó hay là cho thấy một số nhóm chống cộng hay mang danh nghĩa là về giải phóng về quang phục quê hương là cháu là thế là thế là không chấp nhận được nó rất dị ứng mà nó họ nói điều đấy thì họ xây dựng một cái biểu tượng lá cờ hay là một cái biểu tượng khác chứ dùng cờ vàng đối với cháu là nó không hợp lý và cháu thấy cảm thấy rất là cũng bị dị ứng tại vì xưa nay cháu chỉ biết cờ đỏ sao vàng thôi còn tất nhiên cái cờ vàng sao đỏ đối với một người hải ngoại thì vẫn có quyền trân quý họ có quyền là giữ làm kỷ niệm đấy là vì nó quá khứ đó là họ đã từng sinh ra và lớn lên chế độ đấy thì chẳng có thể làm mà thì ngược lại thế thôi có thể thay đổi có nhưng mà đừng có chống cộng phủ nhận sạch trơn hay là lật đổ Đảng Cộng sản cũng như là cái gì của Cộng sản xấu ấy cái cờ đỏ người ta hay cứ nói về cờ đỏ sao vàng là cờ máu nhưng mà cô biết là cái cờ máu này là máu thấm máu rất nhiều anh hùng dân tộc từ thời thuộc địa khác mà thế này thì nó dựng cái là không phải là máu của tất cả những anh hùng dân tộc đã đổ máu ra bao nhiêu để ngày hôm nay chúng ta ba người được ngồi yên lặng cái chỗ này đúng không mà cái máu
cả thế giới đều có màu máu đỏ chứ đâu phải những ông cộng sản có màu đỏ đâu. Vâng. Cả thế giới máu được vâng. là màu đỏ cả. Vâng. Cho nên là họ không có đường lối chính đáng để có thể thuyết phục được người dân trong nước đi theo họ. Vì vậy càng ngày họ càng thất bại, càng ngày càng thất bại thế thôi. Họ đưa ra kiểu cờ cộng sản là cờ máu, cả thế giới đều có máu đỏ như nhau cả. Thì nhân tiện gặp cô Phùng Tịnh Châu đây thì Trọng muốn nhắn nhủ đến những người biểu tình mà chống cộng ấy. Thực ra là cháu cũng không phải giấu gì cô, là cháu cũng là từng là sinh hoạt trong một chính đảng cầm quyền hiện nay, nhưng mà cháu không nghe đảng thì bây giờ thì nhưng mà cái gì đảng cộng sản đúng thì cháu vẫn phải ủng hộ. Nhưng mà đối với lớp cờ đỏ sao vàng thì nó vẫn là một cái tình cảm rất là thiêng liêng đối với cháu. Đúng rồi. Thì các bạn mà có mọi người chống cộng đừng dẫn lên lá cờ đỏ sao vàng. Tại vì mọi người để ý này, xưa nay chưa thấy trong nước có một họ dẫn đạp lên cờ vàng mặt sọc đỏ. Tuy rằng họ có thể là nó là một câu chuyện đã kết thúc rồi. Chưa thấy một hình tượng nào dẫn lên cờ vàng ba sọc đỏ của người liên quan chế độ Việt Nam mà. Thì đừng dẫn lên cờ đỏ sao vàng của những người trong nước như tôi. Là tôi thấy phản cảm là tự nhiên là người ta trong nước sẽ đánh giá các vị là các vị chống cộng nhưng mà vừa không có chính nghĩa, không có chính danh mà là còn bị người trong nước người ta dị ứng nữa. Vì dẫm đạp cờ đỏ sao vàng là rất xúc phạm đến thế hệ cha ông tôi đã đổ máu vì cuộc giải phóng chống thực dân Pháp mà cũng như là các cuộc chống cả chống Tàu nữa. Thôi thì chống Mỹ có thể là nhạy cảm đối với người trong nước thì mình gọi là tạm cô lập đi, nhưng mà chống Pháp chống Tàu thì toàn chống người ngoại bang, ba người hy sinh ngã xuống rồi thì phải nên tôn trọng cái lá cờ đỏ sao vàng. Đúng rồi, nếu như ấy mà gọi là ấy, đấu tranh dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam thì hãy hoặc là cờ đỏ sao vàng, hoặc là ông đưa một cái cờ khác ấy. Ông đưa cái cờ dân tộc thì đấy, cờ vàng ba sọc đỏ ấy. Ngay chính người dân Việt Nam người ta cũng giật bắn cả người, người ta cũng kinh hoàng chị ạ. Em năm 78 ấy, tức là sau giải phóng Việt Nam 3 năm cho đến năm 81 là em công tác ở tỉnh Tây Ninh. Cái công việc của em được em đi khắp tất cả các cái thôn ấp ở Việt Nam, không chỉ tỉnh Tây Ninh mà còn tỉnh Tiền Giang rồi tỉnh Cà Mau, em đi khắp tất cả các tỉnh Nam Bộ, toàn tiếp xúc với nông dân thôi. Thì em rất hiểu, chị biết đấy, tức là sau khi Mỹ rút đi rồi không viện trợ nữa thì đất nước thống nhất cái là cái kinh tế Việt Nam nó sụt rất nhanh chóng chị ạ. Chỉ sau vài ba năm là miền Nam đã bắt đầu là thiếu ăn. Bây giờ nhé, cái sản lượng lương thực của cả nước ấy là 40 mấy triệu tấn chứ, nhưng hồi đấy là chỉ có 7 chưa đến 10 triệu tấn chứ đấy. Thế cho nên là cái gì, Mỹ rút đi một cái không viện trợ nữa là kinh tế Việt Nam sụp đổ ngay lập tức đấy. Thế nhưng khi 78 em vào ấy là cái nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu rất đói kém rồi chị ạ. Thế nhưng em thấy rằng ấy, ngay cả những cái gia đình nông dân mà có con đi lính ngụy đấy, kể cả là có chồng là đi học tập cải tạo ở ngoài Bắc, họ cũng rất là vui mừng là bởi vì đất nước đã hòa bình. Đúng, đúng. Cái thống nhất đương nhiên là họ cũng mừng rồi, nhưng mà cái hòa bình ấy là họ mừng nhất. Tại sao họ mừng? Bởi vì thế sao là bom đạn không còn nữa, máu đổ thịt rơi không còn nữa, nghĩa là không còn cái chuyện mà anh em miền Nam miền Bắc chấm dứt nhau. Đó là một cái biểu tượng là hòa bình cho dân tộc, mình phải mừng chứ tại sao mình chống đối. Bởi vì ngày nào họ còn sử dụng cái cờ vàng ba sọc đỏ, tức là họ muốn gọi là tái lập một chiến tranh, không ai có thể chấp nhận được. Phân biệt lại cộng trong tư tưởng. Đúng rồi, đúng rồi. Về mặt địa lý thì không đã thông được thống nhất rồi. Đã thống nhất rồi. Nhưng mà cứ phân biệt cái làn danh trong tư tưởng. Đây là nhiều khi là cháu cũng muốn ủng hộ dân chủ, thực ra là cháu cũng rất ủng hộ dân chủ, nhưng mà không thể nào mà bắt được. Được rồi, thế thì ba chị em mình như là thống nhất với lại để nói với lại quý khán thính giả, đặc biệt là những người còn ảo tưởng đến cái lá cờ vàng ba sắc đỏ. Thưa quý vị, cái lá cờ vàng ba sắc đỏ ấy, bây giờ mà đưa ra ấy, chính nhân dân miền Nam cũng giật mình, cũng cảm thấy gai người, bởi vì nó gợi lại một cái thời kỳ chiến tranh tàn phá, giết chóc, đổ máu. Chính những cái gia đình mà ngày xưa có con đi lính ngụy, chính những gia đình mà ngày xưa có con em chồng là sĩ quan ngụy, họ cũng rất yêu chuộng hòa bình. Họ cũng rất sợ nếu bây giờ cờ vàng mà lại tràn về miền Nam thì con
em của họ lại tiếp tục lại phải ra chiến trường đánh nhau. Chính vì vậy cho nên những người còn ảo tưởng cờ vàng ấy, hãy nhớ lấy cái điều đó. Cờ vàng ba sọc đỏ bây giờ đưa vào miền Nam ấy, thì chính người miền Nam họ cũng rất là gan cả người lên, phản đối đấy, phản đối bởi vì họ không muốn có chiến tranh nữa. Và quý vị gọi cờ đỏ sao vàng là cờ máu, đúng, nó đã thấm máu bao nhiêu anh hùng liệt sĩ và đồng bào ta nữa chị ạ. Đồng bào ta nữa chứ không phải là chỉ có anh hùng liệt sĩ đấy. Và cái cờ đỏ sao vàng thấm máu đó đã cứu cho các vị không bị tên rơi đạn lạc của chiến tranh. Con cháu của quý vị, dù quý vị có là thiếu tá, đại tá chăng nữa, thì nếu chiến tranh còn, nếu không có cờ đỏ sao vàng thì chiến tranh còn, thì con cháu quý vị cũng sẽ bị bắt lính. Đúng. Rồi là trong họ hàng cũng sẽ có những người chết trận. Cho nên quý vị cũng phải biết ơn cờ đỏ. Cờ đỏ sao vàng nó đã cứu cả dân tộc ta khỏi chiến tranh, khỏi chết chóc. Trong đó có gia đình, con cháu, họ hàng của quý vị. Đúng không chị? Đúng rồi. Theo quan điểm này thì cái chuyện biết hay không thì mỗi người họ tự nhận thức đánh giá, chứ mình cũng không thể áp đặt được. Tại vì thực tế có những người không thích cờ đỏ sao vàng, cũng như là không thích Đảng Cộng sản đâu. Nhưng đây là quan điểm của những người, nhưng mà đa số người ta vẫn ủng hộ cái xu thế chung của nước Việt Nam. Nhưng mà cái hòa bình là ai cũng thích cả. Thì đương nhiên ở hòa bình là ai ủng hộ cả. Bây giờ mình phải nhấn mạnh cái hòa bình mà cái cờ vàng ba sắc đỏ nó gợi lại chiến tranh. Đúng đấy. Rồi. Cho nên là nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Việt Nam kinh hoàng khi mà nhìn thấy lại cái cá vợ, cái lá cờ đỏ ba sọc vàng, ba sọc đỏ. Bây giờ gia đình nào miền Nam Việt Nam dám đem hy sinh con cháu đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để chờ ra miền Bắc đi tập kết để chiến đấu với ông Cộng sản, không ai dám làm. Như vậy thì đã đủ chưa?